Con này là con ga điện nha anh, full box, full hộp. Đó, full box, full hộp, rất là đẹp. Anh có thể mua xài, hộp của nó là hộp nhung luôn. Đó, anh có thể mua xài, mua tặng. Rất là độc nha, cái này là cây ga, nhưng mà cây ga này cây ga lip arm lắm anh. Đó. Trời ơi, con vẹt nhà em coi nè. Giờ này mà nó có bay loạn xạ vậy đó. Mấy giờ rồi? 11 giờ đêm mà coi nó đó. Coi nó đó. Làm ăn gì với nó được, quậy như chặt vậy. Nó cảm ứng mà. Cái này dạng là lip arm á. Để thẳng cái điện thoại lên quay cho nó dễ ha. Đó, dạng lip arm lắm anh. Rất là nhảy lửa nha, lửa rất là đẹp luôn. Nó là dạng lip arm lắm anh, cảm ứng nè. Đó, rất là đẹp, mạ vàng nha. Đó, nhìn cái lớp mạ vàng của nó đi. Đẹp động lòng người luôn nha. Đó, siêu mỏng nha, mỏng mà cao, rất là sang. Đây, kích cỡ so với ga thuốc ha. Cao sang quyền quý. Đó. Con này của hãng Keller nè, cái hãng Keller này nổi tiếng lắm nè. Cái hãng Keller này nó có làm cò mổ, rồi có làm chăn gió, rồi có làm rất là nhiều dòng nha anh. Đó. Full box luôn anh. Đó, bóc của nó là bóc nhung nha. Hộp nó là hộp nhung nha anh. Đó, hộp nhung rất là sang, anh có thể mua xài mua tặng. Rất là sang chuẩn. Đó, mua tặng sếp ha. Hộp của nó là hộp nhung, còn nguyên cái bộ giấy bọc ở ngoài luôn ha. Đó.